Hội nghị tổng kết công tác tham mưu toàn quân năm 2022 diễn ra sáng nay đánh giá năm 2022 thực hiện chủ đề năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng. Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng thường xuyên và đột xuất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục chính trị. Năm 2022, Bộ Tổng tham mưu đã nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, báo cáo tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương đối sách phù hợp, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển biên giới nội địa và không gian mạng. Tổ chức kiểm tra nghiêm túc, chặt chẽ kịp thời ra soát, điều chỉnh, bổ sung mệnh lệnh, hệ thống văn kiện, kế hoạch hiệp đồng tác chiến, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữa các lực lượng, triển khai điều chỉnh tổ chức lực lượng đáp ứng yêu cầu tình gọn mạnh. Chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, diễn tập, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, có chuyển biến rõ rệt, tiến bộ. Hội thi hội thao trong nước và quốc tế đạt nhiều thành tích xuất sắc. Coi trọng tổ chức kiểm tra đột xuất, không báo trước, kiểm tra chỉ huy, cơ quan trước, đơn vị sau hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng chủ động linh hoạt hiệu quả. Tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 lần thứ nhất. Hoàn thành các chiến lược, đề án, dự án luật, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Năm 2023 được xác định chủ đề là năm điều chỉnh tổ chức lực lượng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương yêu cầu toàn quân cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo nghị quyết mới của Quân ủy Trung ương tăng cường huấn luyện đêm, cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát thực tế chiến đấu. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, ứng trực cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tốt các cuộc diễn tập, hội thi hội thao các cấp, chặt chẽ an toàn. Tiếp tục phối hợp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục đào tạo theo dõi quản lý chặt chẽ vùng trời vùng biển biên giới nội địa không gian mạng nhất là các địa bàn trọng điểm